Hello đây. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là tôi Thích Anh và Hi Hi đó. Và đây là con gái cựu của tôi mọi người ơi. Ôi trời ơi, chưa đi mà rủi mắt rồi. Ok, hôm nay gia đình mình sẽ đi ăn bánh ướt mọi người ơi. Mọi người đón xem clip nha để xem khi ăn bánh ướt tụi mình có ăn gì khác không. Ok, bây giờ đi ra, đi ra ăn xuống rồi. Đây, tôi sẽ cho mọi người coi sự bất ngờ. Mày lùi ra trước đi. Hoa hậu mình phải đi ra xa vậy? Đi nữa. Mình kiếm ngoại xuống với lại xuống bây giờ. Đây, để tôi dọn qua cho. Ok. Rồi, ngoại sao mặc áo vô đi. Mày chằn mà cái gì? Quay tàu lao đó. Bà nó quay tàu lao nè. Chú quái xe chị. Nước miếng rồi kìa. Trời ơi, tự nhiên xách cái nón về cũng tông dính tông dữ hen. Đều là màu tím nhưng mà tím này tím ngộ lắm, còn tím này cũng là tím ngộ luôn. Đây chuẩn bị cho con bà ngoại của nó nè. Hãy ẩm lên nha ngoại, ẩm lên coi nè. Hai gì, hai chị em. Ủa em nói bộ đồ giống chú. Ok, hai bà cháu đổi trang rồi. Sao cái nón nó hơi kỳ nha. Là khỏe đúng không? Nó hơi lạc quẻ. Trời ơi, mang phải dép nữa kìa. Trời ơi, con dép nữa kìa, thấy ghét không? Mà bạn đồ màu hồng, màu xanh, màu tím. Mẹ bạn em mẹ ấy nó lên đây mẹ. Mẹ ấy nó lên rồi. Dạ, vào đây, mỏng lên cái hạt. Ở đây, hồng màu. Ủa gì vậy? Mẹ chở hả? Mẹ chở kìa, mẹ chở cậu kìa. Đi đâu? Đi cuốn xuống cô hồng không có nước gì đâu, chứ đây là tiên lương à. Tiên lương đi đi ăn gì? Sao chủ tịch dạy? Bà chủ tịch dạy mới muốn dạy. Ok, bây giờ gia đình của mình đây đó, bây giờ sẽ bắt đầu đi ăn nha mọi người. Mặn quá kìa. Chúng mày đi chơi được hứng hảo ha, hết xăng rồi kìa. Tội nghiệp quá à. Được quạo rồi đó. Không được ăn quạo rồi đó. Ủa trên này mặc áo trắng à? Ghê ta. Ê cậu, mình không ăn không ớt nha. Đây là cái quán mà hồi xưa mình hay ăn mọi người, từ hồi nhỏ luôn mẹ mình hay chở mình xuống đây ăn mọi người. Nhìn mọi người thấy bàn ghế không? Nó rất là mộc mạc luôn, nó rất là phải gọi là nó rất là sân xả luôn đó mọi người. Nhịp rất là thở hơ luôn. Rồi luôn dẫn qua tay bà ngoại nữa rồi. Mặc đồ kìa. Hai chị em. Đóng lên đây kìa. Biết rồi, chàng bây giờ tới tôi nha. Nói bớt tuổi đi cho bạn. Gì dữ kìa, làm cái gì vậy? Ở cái muỗng cũng thời xưa lắm nè mọi người, rất là thời xưa luôn nha. Bây giờ mình sẽ dùng một xíu ớt coi, một xíu ớt mình chan lên chín hơi the cũng được. Chào. Bây giờ mình sẽ trộn lên. Đấy, cái dĩa của mình đặc biệt lắm nha mọi người, có rất là nhiều hành phi luôn nha. Thì giờ là ngoài ẩm nha mọi người. Trời quyết liền luôn mọi người, tổ khí thế luôn. Nhìn hai bà cháu. Mẹ mình nhập mình quen rồi. Ông già ông ngoại bồng.
ở ngoài bầm đi qua bên tiệm bên đó rồi. Mời tất cả các bạn nha. Nào ăn ai vậy Biêu ơi? Đẹp này, đi vô xin thêm nước mắm này. Đi vô xin cô thêm một chén nước mắm nữa. Hai chén rồi đó. Một chén gửi rồi mẹ ơi. Ăn sao Vinh? Vô chưa được thì xin vô xin chén nước mắm ớt nữa. Ít Nam Mô A Di Đà Phật. Không sao, không sao. Không sao, không sao mọi người. Mời cảm ơn mọi người nha. Thì hôm qua đi chơi về tới tối quá, gọi Su nó vô ngủ luôn mọi người, cho nên mình không có quay được. Ấy hôm nay mình sẽ quay cho mọi người coi. Hôm nay Su ăn cháo nha. Cháo này là cháo cá hồi rong biển, vị cá hồi rong biển. Thì mình mới vừa hâm lại mọi người, bây giờ mẹ mình sẽ cho Su ăn nha nè thầy. Ôi ôi gió nè mọi người. Ở trong nhà được bao nhiêu ra đây gió mát là bấy nhiêu. Nhớ kìa. Qua nay nó đu mãi không rồi, mình nói gọi nó đu ai thì người ta mệt chứ không có gì chê, nó đu ai thì người ta mệt. Su à, sao sao không nghe không à, ăn gà gà đi lên đi, lên chỗ ăn đi, lên chỗ bàn ăn của nhà ngư đi. Quá gió mọi người, gió quá gió. Giờ ngoại sẽ đút cho ăn nha. À, thấy gái tôi giỏi không? Ôi trời, nóng cái gì mẹ ơi. Nóng gì vậy? Cái muỗng này là cây muỗng đo nhiệt mọi người. Khi mà nóng quá thì nó sẽ chuyển sang màu trắng á. Còn mà nó nguội rồi nó sẽ trở về màu đỏ mọi người. Ngon rồi. Mẹ 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 ầm, thấy giỏi mọi người. Đưa tới là hả họng. Tại vì con mình nó háo ăn á. Cái gì nó cũng ăn được, thịt mình nó còn ăn được. Mà nó chi là ba cái thứ này. Ba cái đồ quỷ này. Không chịu nằm ngửa xuống ăn mà phải ngóc cái đầu nó lên như vậy đó trời. Ăn chi cho cực thăng không biết nữa. Nằm xuống ăn hưởng thụ đi. Không phải đâu, ngóc lên để ngắm trăng, ngắm sao, ngắm gió được. Nó quen rồi, nó không có thích mà nằm xuống đâu. Nó chỉ thích là ngồi vậy nó ăn để nó coi thôi. Ấy cái tuổi này cái tuổi khám phá. Khi mà nó gành rồi nó chán rồi thì cũng không có cái vụ mà bắt nó làm gì được nữa không? Chắc ăn là cũng chẳng ai thay cũ. Ôi trời ơi. Ôi trời. Ôi trời ơi, ngon quá nha. Ngon quá ta. Mem. Mem 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 mem. Ê. Mem mem lên. Này Su à. Su. Ngắm gì vậy? Coi giỡn gì vậy? Vô nghe. Bye bye. Bye. Rồi ngoại đi luôn rồi. Nó mê ăn rồi, nó ăn xong thì nó mới kiếm ông ngoại thôi. Dữ lắm mọi người à. Đó, đây là cháo cá hồi vị rong biển nha. Ông ngoại mua cho 4 bịch một vị một, ăn ngán lòi le luôn. Tại cái gì vậy con? Tại vì ông ngoại nói cái này mắc cho nên ông ngoại mua cái loại mắc tiền cho ăn. Còn mấy cái loại kia là nó rẻ mười mấy ngàn, ngoại không có chịu, ngoại mua loại 20 mấy ngàn cho ăn mấy triệu. Dữ lắm, ông ngoại cũng dữ lắm. Cho ăn sang không à. Quá mát. Quá là mát, cây xài nhà mình hết trái luôn mọi người. Nhưng mà xài thì nó mau tới đợt lắm ha. Ăn đi con. Đấy. Thì nó Su Su ăn cháo thì chỉ có nhiêu thôi mọi người. Thì video đến đây là kết thúc nha. Ví dụ như mốt có cái gì về Su Su nó mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Bye bye.